Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Định chiều ngày 29 tháng 3, các tổ chức và nhà đầu tư được giới thiệu Việt Nam đã thu hút gần 500 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI những năm qua. Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nói, tỉnh này đặt mục tiêu phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch phía Nam của vùng và trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia. Theo ông Phạm Anh Tuấn, để trở thành điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư, tỉnh này đang triển khai một số đột phá lớn. Ông Tuấn cam kết, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất về tiền thuê đất và các loại thuế khi đầu tư vào Bình Định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ nhận được hạ tầng hoàn thiện tận khu vực dự án. Trao đổi với các đại biểu, tỷ phú Cyril Dissetco, giám đốc điều hành tập đoàn Netship Raj Energy SE Asia Pte Ltd Singapore, đánh giá Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên năng lượng tái tạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đang dần trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực và là điểm đến ưa thích cho các nhà máy mới. Theo vị tỷ phú này, quy hoạch điện 8 vừa được phê duyệt sẽ thúc đẩy phát triển ít nhất 16 GW gió trên giờ, 6 GW gió ngoài khơi và 6 GW năng lượng mặt trời từ nay đến năm 2030. Trong đó có khoảng 143 MW công suất điện gió trên bờ thuộc phân bổ tại Bình Định đến năm 2030. Đây là điều kiện thuận lợi để tập đoàn này mở rộng đầu tư trên địa bàn. Lãnh đạo Netship Raj Energy kiến nghị tỉnh Bình Định quan tâm hỗ trợ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án điện gió tại tỉnh này. Tại hội nghị, tỉnh Bình Định đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các bản ghi nhớ đầu tư cho 23 dự án. Đại diện đoàn doanh nghiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tại Việt Nam, đại sứ UAE Bader Al-Majlisi nói rất vui mừng khi biết đến nay Việt Nam đã thu hút gần 500 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo ông Bader Al-Majlisi, hiện nay UAE đang nghiên cứu tìm kiếm giải pháp đầu tư vào Việt Nam và nhiều doanh nghiệp UAE đang tham gia tích cực vào tiến trình này. Nước này cũng là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông với kim ngạch thương mại song phương đã vượt quá 8 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN nói các doanh nghiệp Mỹ đang rất quan tâm tới Việt Nam, đặc biệt trong 5 năm gần đây. Ông Thành tiết lộ các doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm lĩnh vực năng lượng, điện tử, bán dẫn, kinh tế số, hạ tầng, y tế, giáo dục, du lịch, khách sạn, giao thông vận tải. Ông Thành nhận định dư địa thu hút đầu tư từ Mỹ còn rất lớn so với lũy kế đầu tư FDI của Mỹ vào ASEAN 400 tỷ đô la Mỹ. Hiện con số 15 tỷ đô la Mỹ Việt Nam nhận được là rất nhỏ. Đồng thời, trong số 6.200 doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại ASEAN thì mới có 200 doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo ông Vũ Tú Thành, Mỹ mới là nhà đầu tư lớn nhất vào ASEAN, vượt xa nước xếp sau là Nhật Bản. Các doanh nghiệp Mỹ coi ASEAN là thị trường màu mỡ với quy mô 700 triệu dân cùng nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và thăm Saudi Arabia ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud và hội kiến với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hiện nay, cả Saudi Arabia và UAE, hai thành viên mới của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, đều là những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Trung Đông. Trong cuộc hội đàm với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các quỹ đầu tư của Saudi Arabia xem xét đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo. Trước đó, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia sáng ngày 19 tháng 10, Thủ tướng cũng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Saudi Arabia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia để cùng nhau triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư Saudi Arabia. Đáp lại đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud cho biết ông mong muốn Saudi Arabia đồng hành với Việt Nam trong tương lai và sẽ sớm chỉ đạo Quỹ đầu tư công Saudi Arabia PIF sớm trao đổi, triển khai mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Ông Mohammed bin Salman Al Saud đề cập thêm rằng, một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới của Saudi Arabia đã bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam. Cùng ngày, tại cuộc hội kiến với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định, ưu tiên của UAE trong việc thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới. Ông cho biết sẽ chỉ đạo các quỹ đầu tư của UAE tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam. Việc Saudi Arabia và UAE muốn tích cực tìm hiểu và tham gia đầu tư tại Việt Nam đã khẳng định sự tin tưởng đối với Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường đầu tư an toàn, đồng thời cho thấy Việt Nam ngày càng là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO, môi trường đầu tư của Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực châu Á và thứ 3 trên thế giới. Trong khi đó, báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm thực hiện hàng quý cho thấy chỉ số niềm tin đối với Việt Nam đang gia tăng trong quý 3 2023 lên 45,1 điểm so với 43,5 điểm ở quý trước. Sức hấp dẫn đầu tư toàn cầu của Việt Nam mạnh mẽ, Eurocharm nhấn mạnh, đồng thời cho biết tới 63% doanh nghiệp được họ khảo sát đã xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến FDI. Ngoài ra, có 31% xếp Việt Nam vào top 3, trong đó 16% đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hàng đầu. Củng cố hơn nữa niềm tin này, hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát dự đoán sẽ tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khi năm 2023 gần kết thúc. Thống kê của công ty nghiên cứu Savio Việt Nam cho biết, tính đến tháng 6 2023, đã có tổng cộng 2.508 dự án FDI của các quốc gia Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 28,91 tỷ đô la Mỹ, gia tăng đáng kể so với 18 tỷ đô la Mỹ từ 1.623 dự án vào năm 2016. Trong khi đó, theo tờ Nikkei Asia, Việt Nam có thể sắp đón nhận một đợt bùng nổ FDI mới, đặc biệt là từ Mỹ. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden trong tháng 9 nhằm tăng cường quan hệ song phương và mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tương tự như các nhà đầu tư đến từ Mỹ và châu Âu, doanh nghiệp Saudi Arabia đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Việt Nam. Minh chứng rõ nét cho điều đó được thể hiện qua quy mô phái đoàn Saudi Arabia tới Việt Nam vào tháng trước để tham dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam Saudi Arabia diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Diễn đàn có sự tham gia của gần 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hai bên, trong đó có trên 50 doanh nghiệp Saudi Arabia hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đáng nói, đây là phái đoàn doanh nghiệp Saudi Arabia lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam để tìm cơ hội kinh doanh và đầu tư. Trong khi đó, UAE thể hiện niềm tin đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam qua việc khai trương văn phòng đại diện mới của Phòng Thương mại Quốc tế Dubai, Dubai International Chamber tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 vừa qua. Tiến sĩ Badr Abdullahian Montrosi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của UAE tại Việt Nam cho hay, văn phòng Phòng Quốc tế Dubai tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các công ty Dubai mở rộng vào Việt Nam. Trước đó một tháng, lãnh đạo cấp cao các tập đoàn UAE đã đến thăm, làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, doanh nghiệp tham gia đoàn công tác là các doanh nghiệp lớn UAE như Abu Dhabi Port Group, Mubadala Energy, Amy Power, Elite Agro, Virtual Holdings. Đại diện các doanh nghiệp UAE cho biết họ đã đầu tư và vận hành thành công các dự án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cảng, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nông nghiệp, khai thác và cung ứng dầu khí tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Theo tờ Arabian Gulf Business Insight AGBI, UAE đang nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế với các nước hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam. Số liệu thương mại giữa hai nước và các chỉ số quan trọng khác cho thấy những cơ hội hứa hẹn để tăng trưởng thương mại và đầu tư, AGBI nhận định. Cũng theo tờ này, Dubai International Chamber hiện đang xác định kinh doanh nông nghiệp, xây dựng, du lịch sinh thái, chế biến thực phẩm và năng lượng tái tạo là những lĩnh vực có thể thúc đẩy đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.